Kính chào quý vị đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện Lạc lối giữa vườn tùng La Hán Bạc Tỷ rộng 10.000m2 giữa Hà Nội, một cây có giá bằng cả căn chung cư. Một khu vườn rộng tới trên 10.000m2 với hơn 600 gốc cây tùng La Hán Nhật Bản. Mỗi gốc tùng có tuổi vườn từ 200 đến 700 năm tuổi. Tọa lạc ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị, tùng La Hán là một cây có giá trị kinh tế cao, mang sinh khí và tinh thần của người quân tử. Vì vậy mà trong nhiều năm trở lại đây thì những cây tùng La Hán được giới chơi cây của Việt Nam rất ưa chuộng và nhiều người sẵn sàng chi tới giá trị kinh tế cao để có thể sở hữu được những cây tùng độc đáo này. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị sẽ cùng đến tham quan một khu vườn Nhật rộng tới trên 10.000m2 ngay tại thủ đô Hà Nội và chiêm ngưỡng những cây tùng mang vượng phúc lộc ở nơi đây. Chủ nhân của khu vườn, anh Lưu Công Thành, đã có tới 19 năm kinh nghiệm để gây dựng nên một khu vườn Nhật với hàng trăm gốc tùng đồ sộ như hiện nay. Anh là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh cây cảnh hạng sang tại Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu thị trường, khi thú chơi cây cảnh ngoại nhập phổ biến hơn với những người Việt yêu thiên nhiên, anh Thành đã đưa đến thị trường những cây tùng La Hán với đủ các loại dáng thế. 2004 thì tôi bắt đầu làm chuyển khẩu cây tạm nhập tái xuất từ Nhật Bản, Đài Loan về cho khách hàng Trung Quốc. Thì trong những năm tháng đấy thì tôi cảm nhận được người Trung Quốc, người ta chơi những cây đẹp như vậy. Tôi cũng không hiểu là họ chơi bằng cách nào mà họ có thể mua nhiều cây như vậy. Thì toàn bộ học theo người Trung Quốc. Tôi cảm nhận được thị trường thì là tôi bắt đầu nhập cây vào Việt Nam chơi. Và sau khi 2012 thì kinh tế Việt Nam bắt đầu có phát triển và những người chơi cây bắt đầu chơi. Và từ đó bắt đầu tôi phát triển thị trường ở Việt Nam. Thâm trầm, điềm đạm, thanh cao. Đó là những điều mà ta có thể nhắc tới khi nói về tùng La Hán. Trong lịch sử, tùng được xếp vào hàng tam kiệt cùng với trúc và mai. Nếu mai có thể nở rộ trong những ngày đông lạnh giá phủ đầy tuyết như mang đến hy vọng và điều tốt đẹp cho mọi người, thì tùng lại chọn bốn mùa luôn xanh tươi. Đây chính là lý do khiến tùng trở thành loại cây được nhiều người yêu thích và săn đón đến như vậy. Tùng La Hán của Nhật thì nó có 5 tháng, nó có cái tuổi đời nó cao hơn và nó có cái dáng thế nó đẹp hơn. Còn những cây ở Việt Nam thì tùng La Hán nó chưa có nhiều những cây đẹp. Vì ngày xưa là người ta toàn có trồng một cách tự do. Hoặc có những người mà người ta làm được cái cây theo dáng thế thì nó cái dáng thế nó chỉ là một theo một cái form dáng nhất định thôi. Nó không đa dạng về cái dáng thế. Nó không phong phú về cái kiểu dáng. Việc vận chuyển những cây tùng La Hán về Việt Nam cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Từ việc khai thác cây tùng từ phía Nhật Bản, cây tùng to, tán rộng, thân rất nặng, phải dùng cả xe cẩu để vận chuyển. Sau đó, những cây tùng được đưa lên tàu, vượt biển về Việt Nam. Đưa trên quá trình đưa từ Nhật Bản về, nó mất khoảng một tháng. Nó không có ai tưới nước cho nó. Về Việt Nam, nó vẫn hồi được, nó vẫn sống được và vẫn xanh tốt. Tùng La Hán là loại cây phong thủy được ưa chuộng trong thời đại hiện nay. Không chỉ sừng sững trong khu vườn xanh tươi của gia chủ, tùng La Hán còn được ưa thích đặt trên bàn làm việc để thể hiện sự uy nghi của người lãnh đạo. Với màu sắc lá xanh biếc bốn mùa, tùng còn là loại cây đặc biệt cung cấp oxy giúp thanh lọc không khí, mang lại không gian trong lành và tươi mát. Để có được những cây tùng to, khỏe, đẹp, vườn Nhật có tới 20 nhân viên chăm sóc cho khu vườn hàng ngày. Dù là loại cây bền đẹp, sức sống cao, nhưng khi về Việt Nam, điều kiện khí hậu, thời tiết khác với ở Nhật Bản, những kỹ thuật viên trong vườn vẫn phải thường xuyên chăm sóc cho cây phát triển tốt. Thời điểm cây mới được trồng xuống đất, thợ trồng cây phải be bờ mặt bầu đất theo kiểu hình chảo để giữ nước cho gốc cây khi được tưới. Chất đất của Nhật Bản thì nó sẽ là tơi xốp hơn. Chất đất của Việt Nam thì nó sẽ là đất thịt nhiều hơn, thì về Việt Nam với đội ngũ viên của bọn mình thì mình phải là pha thêm cát để tỷ lệ tưới nước vào nó phải thoáng đi, chống lổi thì để đảm bảo
cây nó không bị úng nước, mình tưới vào nó không bị úng động nước đáy. Cái thứ hai là đắp bầu là để đảm bảo cái độ nước nó ngấm được vào bầu, đấy, chống ngập úng. Tùng là loại không chịu được ngập úng nhưng lại rất ưa nước. Mỗi ngày người chơi cây nên tưới nước đầy đủ 2 lần trong vòng 3 tháng đầu. Sau trồng 3 tháng, duy trì lượng nước tưới 1 lần một ngày. Nước được tưới đủ ở mặt bầu đất của gốc cây và trên cả tán lá cây. Lượng nước thừa thì nó sẽ dẫn đến lá nó không được xanh đậm mà nó sẽ màu xanh nhạt đi và nó sẽ bị bỏ vài những cái nhánh nhỏ ở bên dưới. Thì đấy là những cái dấu hiệu của thiếu nước. Vấn đề thiếu nước thì là cái lọc lon nó ra nó sẽ gặp nắng nó sẽ bị rủ, nó sẽ cháy mất lá. Và cái thứ hai là nó sẽ không bật lọc được tiếp. Định kỳ 1 năm 2 lần, các kỹ thuật viên của vườn sẽ tiến hành cắt tỉa tạo tán cho cây. Trong đó một lần là vào cuối tháng 5, qua đợt nắng nóng sẽ cắt tỉa, gọi là cắt moi, để cây vào dáng đẹp hơn. Và một lần là vào cuối năm, sát Tết, để cây bật lộc đồng loạt. Như mùa cuối năm thì mình phải cắt hơi sâu một chút, mà hơi sâu thì bớt lại cái thân xanh. Để chừa thân xanh thì nó sẽ bật lọc cho cái mùa lọc năm tới. Còn cái mùa giữa năm thì mình hạn chế cắt đau là nó sẽ dẫn đến cháy lá. Và nhìn nó đen lá thì nó dẫn đến xấu. Nhưng mà em thấy là những cái cây tùng này nó có dáng thế rất là cao và to. Vậy thì khi mà đã đưa về nhà chủ rồi họ cắt tỉa có vẻ cũng hơi khó anh nhỉ? À đúng rồi. Lúc về với người tiêu dùng thì là mình sẽ chu kỳ cắt tỉa hoặc là chu kỳ thăm cây, bảo dưỡng cây. Đến lúc mà chu kỳ cắt tỉa thì một là bên mình sẽ mang thang đi để cắt tỉa. Hai, với những cây quá cao thì mình sẽ dùng xe cẩu cây của bên đô thị môi trường thì nó có giá đỡ. Người đứng trên cắt tỉa nó sẽ đảm bảo đấy, và nó sẽ đẹp cây. Thế thì làm thế nào để mình có thể nhớ lịch là đã đến cái lịch cắt tỉa của cây này ở nhà khách hàng này rồi? À, cái lịch này thì bên mình mỗi cây này nó đều có mã QR code cả. Thì ví dụ như là có thời định kỳ là cây này tốt, cần cắt tỉa là bọn mình sẽ báo lên nhóm là cây này cần cắt tỉa. Mình quét QR code thì mình sẽ kiểm tra được nguồn gốc của cây, của nhập của vùng nào từ Nhật Bản về. Ví dụ như cây này là nhập của vùng Chiba của Nhật Bản. Tuổi đời của cây là 255 tuổi. Cây này là ở bên Nhật là bác Hibilo, bác ấy chăm sóc đến năm 2022. Chuyển về Việt Nam từ đầu năm 2023. Là đến bây giờ là hiện tại là mình là người đảm nhiệm chăm sóc. Thì ví dụ như lúc đến nhà khách cắt tỉa thì mình sẽ chụp tình trạng nguyên cây trước cắt tỉa. Và lúc sau mình cắt tỉa đẹp đẽ, mịn màng cho khách thì mình sẽ chụp ảnh, mình sẽ đánh dấu vào phần bình luận đây. Để cho chủ nhà và mọi người khác quét QR code đều nhận biết được cái khách hàng của mình. Nói đến tùng là nói đến khí phách của người quân tử. Sống giữa rừng sâu, núi cao hay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất của tự nhiên, chỉ có tùng mới đủ sức vươn lên khỏi các bụi cây lúp xúp để đón nắng và gió trời. Cốt cách của Tùng La Hán đã được thể hiện trong rất nhiều áng văn, thơ ca. Tùng xanh cốt cách thật thanh tao, nắng hạ tuyết đông chẳng quản nào. Hổ phách nghìn năm dành thuốc quý, bạn cùng hạc trắng với non cao.